nướng nè cá đã. Nướng hải sản. Ăn. Đây là mình chọn món. Thì rất là nhiều nha. Cá, sò, ốc, đủ loại luôn. Còn bò sống bò lên trên rất là nhiều luôn nè. Xin đề sao mặt nhăn gì con nè kìa kìa mặt kìa xin đề tàu cao tốc Ngọc Thành thì đến Nam Du từ Giá Kiên Giang thì các bạn đi có hai tàu là tàu cao tốc Ngọc Thành và tàu cao tốc Súp Đông. Đây mình đi dọc xuống tới cầu cảng luôn. Thì đến đây thì cái phương tiện di chuyển mình thấy duy nhất đó là xe phổ biến nhất là xe Honda. Các bạn có thể thuê một ngày là khoảng 150-200 gì đó. Rồi đây mình đi xuống cầu cảng. Thì các bạn đến đây thì
tàu sẽ đưa các bạn đến cảng ở đây. Nếu các bạn mà đi có nhu cầu mà đến đây tham quan xong rồi các bạn đi lên tàu đi câu cá, đi lặn bắt chim, đi lặn lặn biển để ngắm san hô thì các bạn cũng đến khu cảng này. Thì có đây có cái dịch vụ luôn, các bạn đi nửa ngày hoặc một ngày thì chúng mình là một người á đi đi du lịch Nam Du thì các bạn đi người dân theo người dân ở đây người ta nói thì khoảng tháng gần Tết tháng Tây á, tháng gần Tây thì cảnh quan rồi thời tiết cực kỳ đẹp, rất là phù hợp thuận lợi cho các bạn mà đi du lịch đến đây quen. Làng chài sống ở đó, họ đánh bắt, sống một ngày đánh bắt, đảo rất đẹp, và bên đó cũng có cái bãi tắm.